Rồi xin chào cả nhà nhá. Chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Trương Nhân Phương. Thì ngày hôm nay rất là vui khi được chú Tín Tám quay trở lại hỗ trợ cho ba dì cháu. Thì hôm nay là Tín Tám trở lại thì làm món hảo của Tín Tám chứ. Gỏi đu đủ. Gỏi đu đủ với lại lẩu tai heo. Mình ăn với lại cái gì nè? Bánh mồng tôm. Thì sáng sáu có mua nè, mới lẩu tai heo nè, đi ra. Đừng nói lẩu tai heo, không có lẩu tai heo, cái má heo. Má heo hả? Má heo hả? Má heo, không có lẩu tai. Ủa sao má heo không có lẩu tai vậy? Cái má. Má heo hả? Sáng đi chợ với đó hết lẩu tai. Rồi mình cũng mời xin mời cả nhà cùng vào bếp với gia đình mình nha. Bây giờ hai chị em ở đây luộc làm đi ha. Anh với hai chú cháu đi ra cuốc đất trồng rau trời. Cuốc đất mệt đất nữa vô rồi có cái món ngon ăn ngon à. Có chú Tám xuống đây thì ruộng vườn ổ ấy ba cái vườn tược này kia nọ thì thoải mái rồi. Thoải mái luôn. Giờ gọt giùm chị đập đi. Cho vô luôn đi con. Dạ, cho luôn đại luôn. Cho vô luôn. Chút mình sắc mỏng quá đẩy luôn đó. Mày còn kiếm đâu bay vô vậy hả? Thì cho củ hành vô. Củ hành với gừng vô luôn. Rồi cho vô luôn. Cái này chút xíu nữa mình chuẩn bị cho một thau đá nha. Đá cái mình luộc mình vớt ra phải giòn. Bên đây thì em Hải đang đào cái đường mương. Đây đây đỡ đi. Đắp luôn. Thì chú Tám bươi lỗ quá chú Tám. Sẵn cái này trồng cụ gồng rồi đó. Dạ. Tập đây chứ như đây như đó chứ mấy triệu. Chảy ăn cũng hết luôn. Dạ. Vậy là cái này là mình xới cho nó đắt xốp lên. Xốp được rồi. Con hộp đậu rồng. Đậu rồng rồi đậu que. Đậu bún. Đậu bún. Nói chứ ở chỗ này thấy vậy bò có được cái hàng gạo đậu ha. Được mát. Tận dụng cái hàng gạo này. Hồi bắp vàng. Bắp vàng sẵn luôn rồi. Bắp vậy mà cũng cứng quá ha. Dạ. Vô vậy... có đi ở trong này mà nó dễ quá trời luôn. Nói chứ bữa nay có chú Tám vô cái nó hơi lụp chụp ha chú Tám. Rồi cái chưa có sắp xếp được cái công việc của mình ha. Cái gì cũng vậy thôi, mới mà. Dạ. Thì ở dưới vườn của cậu dưới này thì có gì mình làm lấy ha. Ừ. Sẵn đây cái mình trồng cái này kia nọ lên mốt có rau kia nọ mình khỏi đi chợ. Khỏi chợ, đá thì mình kiếm. Mà mình hy vọng dưới này sẽ thành công tại đất này tốt quá. Đất này thù lù luôn sợ chứ lắm. Đây có khi nào là mình đào sâu sâu xuống cái mình dục sình lên mình nuôi cá được không Hải? Tính vậy em. Tính luôn hả? Dạ. Hay quá. Một cái giá là nó bị nghịch tay với em. Nghịch tay. Em mình nhớ mua giá dơ có giá mới mà. Giá mới đó. Giá mới hả? Ừ. Cái màn đạp đó là mình bên tay cá tay phải, cái dầu phải, em thận dầu trái. Dạ. Vậy mở ngóc ra, dặn ngược lại. Được không ạ? Nó cứng quá. Xiết cứng rồi. À. Chiều, như nhà với chìa khóa. Cái nhà anh có chìa khóa đó. Dạ. Để vừa. Ồ, để vừa nhiều quá ha. Vừa không? Màu đẹp thấy bóp bóp vào miệng không cứng ha cứng cứng mềm mềm cũng được rồi hồi sáng dành với bà kia nó chứ bà kia mới chê trái kia tái quá bà đòi trái này mà trái này thì tại vì em lại em dịnh trước rồi em cũng thấy thích nữa cái vừa vừa ăn này đủ cho ăn rồi đúng rồi cái trái kia nó bự hơn rồi mình ăn không hết rồi bỏ ổn giống gì đúng rồi thì sớm này thì chú Tín Tám qua bên khóm bị trường chiều nay thế thì Trương Nhân Phương mà có cái là ở trên kia là bị ở trên trước ta làm đồ quá sao hơi ồn quá làm nhà đó chưa rồi nhà. Đâu kể chừng nào ta làm rồi mình hết lên dạ. Giờ mình mượn mặt bằng đỡ mượn mặt bằng khóm bị trường ha mượn mặt bằng khóm bị trường không tốn tiền mà nói dạ
mặt bằng không tốn tiền. Muốn không tốn tiền. Nó chứ ra đây làm thoải mái mát mẻ lắm. Ừ. Sao vậy? Trước là nó hơi nóng ha. Giấc này nhờ có cây mít nó qua. Dạ. Nhưng mà ngặt cái người ta làm nhà nó chưa rồi. Giờ đi giữa này chị bào trước ha. Dạ. Bây giờ chú Tám cuốc có xong đó hỗ trợ con ban cái này ra ngoài liếc cho nó cao lên để bị ngập nước ha. Rồi. Tại đây nước này qua. Mình thủy được tới đâu tới. Dạ. Nó thủy qua đây rồi nó ấy rồi chỗ nào con chú Tám đi đây. Tính ra là đất ở đây là siêu phân luôn. Mỗi lần ở đây là hai anh em con xuống đây á cậu. Là nguyên cái rừng luôn á cậu. Không biết cái gì mà tùm lum hết trơn luôn á. Cỏ cây hay mọc tùm luôn. Rồi sau này bắt đầu làm cỏ sạch sẽ ra mới ban thấy được chỗ này nó hợp lý để trồng rau quá nè. Rồi mới trồng lúc trước đâu có biết rồi cái bắt đầu trồng lên trên trước đó. Trồng trước không đủ nắng. Chết chân luôn. Tính ra cũng đâu có thua gì lỗ tai heo ta. Chọn chọn ngay cho chín đều. Dạ. Đứng bếp này cao ráo thoải mái lắm. Thoải mái luôn. Con tính làm thêm bếp nữa mà thấy cho nó chặt quá nó không có làm thêm. Thôi bếp được rồi con ơi. Dạ. À. Ừ, trái này thì vừa ăn luôn thôi. Vừa luôn á. Vừa. Mà hơi mềm ấy ha. Không ăn, hơi mềm, mềm, hơi mềm, mềm. Hơi mềm trong. Để mình ăn có gì vừa thôi được. Mà nói chung món này thì em bao dăm 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 nó giòn hơn thì cũng càng ngon. Ừ. Mà muốn giòn hơn dễ thôi. Đâu gì đâu khó, đập cá đá bỏ vô. À, đập đá bỏ vô ha. Đập đá bỏ vô là giòn là liền. Mẹ có chú Tám về phụ cho anh em con là mừng lắm rồi. Tại vì phía sau vườn nè, tùm lum trong chuyện cho nước Tám ơi. À, mình trồng cây rồi, cây này cây nọ mình có mình ăn. Nó như vàng mốt này bây giờ thấy không? Đó, xanh luôn. Và bữa nữa là làm vàng thêm ngoài đây nữa nè, Tím Tám. Chế 5 giây là cái vàng mốt là chị đâu nổi. Xanh nó bò quanh kia nữa. Anh ơi ăn đồ lũ nè anh. Chín quá anh Tám. Chín quá hả? Thế là lại có trái cây trắng vậy. Dạ con. Đây đó còn với chú Tám ăn đi. Ngọt lắm. Hai người ăn đi. Tám chẩn tấm đâm bầm tỏi ớt làm nước mắm. Vậy là hồi nãy gọt ra là chỉ là có phần vỏ ngoài thôi hả? Tám bà không miếng rồi. Dạ. Trong còn sống. Rồi có đủ rồi con hả? Dạ. Đi qua việc nhà việc hai á, xin cháu đủ. Mấy dây chanh nữa. Giờ đó, Tám vào đủ đấm trộn vô đây. Dạ. Tại hồi nãy là nó hơi chín ha. Hơi chín. Chín thì nó hỗ trợ phần ngọt ha. Đó, ok luôn. Quá không hạt luôn. Quá đã. Trái không ngọt luôn. Rồi, vậy là dễ vào luôn. Dạ. Đó, vậy vừa ăn luôn. Vậy có giờ sống có chín vậy hay nó ngọt sống ngọt thôi chứ. Ừ. Không mà vậy cũng được. Không, trái này ngon. Vậy nó giòn á chị. À. Trái này nó đủ giòn nè. Trái này là giòn luôn á. Nó thiệt cái gì cũng có út hết. Qua út hả? Qua út nhưng mà đi bọc cái đó cái cây chỗ này. À, con tưởng nó qua gì hai. Út. Ý, con đi đâu vậy? Chơi. Con này bảo ông thùng á nha. Con chào bà cô chú chơi nè. Này con chào bà cô chú. Dòm. Giờ nó nè. Chào bà cô chú. Mới ngủ dậy chứ đâu. Mới ngủ dậy. Ừ. Chú cái bao tôi tới coi. Hôm nay thứ bảy được ở nhà mà. Ở nhà tới qua tới Tây luôn kìa. Trời ơi đã vậy. Nghỉ ăn Tết luôn. Này hai con Út. Dạ con Út. Út hả? Không phân biệt được. Anh hai thì hai xí. À anh hai thì hai xí. Út thì một xí. Út một xí, Út
nhìn giống ông ngoại. Rồi, rồi anh hai đâu rồi con? Anh hai đâu rồi? Trả lời cho cô tư đi. Buồn ngủ quá. Ok, giấc này nhăn nhăn kì. Cũng quá vậy. Cũng quá vậy. Rồi lát nữa sao chuẩn bị tháo đá sao? Sắp chín rồi đó. Nó đúng là xuống trời của khói mì giường mà vậy khói quá khói à. Khói mì giường phải khói à. Chơi con. Hả? Mày trả lời luôn. Con vậy trả lời luôn. Người xe hả? Anh hai đâu? Anh hai còn ngủ hả? Hả? Ủa xe kia mà xe kia. Ừ Hải ơi, hôm bữa cô Lan hỏi đồ cô Lan gửi mấy bé mặc dừa không? Dạ, áo thì nó mặc dừa mà quần thì nó hay rộng. À. Dạ. Anh mặc mỗi ngày lấy là... Hỏi hai bé là chiều cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, nhiêu ký. Cái này nặng nhiêu ký nè? Ngày bữa em căng thử nó là này là 16 ký. 16 ký? Dạ. Bé kia chắc cũng vậy luôn quá. Bé kia thì 16 ký rưỡi. À. Nhìn thấy nó ốm hơn này nha. À. Mà nó chắc thịt hơn này. À. Còn ăn giặt rồi còn này không ăn giặt chứ. Nói gì mặt bự bự rồi con. Cao cao được bao nhiêu nè? Cao đứng anh ơi. Đứng lên. Xuống đứng lên này. Chắc có 1 mét trở lên rồi đó. Ừ. Tới đây cũng có 1m1, 1m2 đó. À, 1m1 quá. Rồi con ngồi đây nha. Nha. Giờ sao dớt ra sao ngâm miếng nước đá cho nên giờ. Mình luộc ra là mình phải ngâm nước đá này nè. Còn còn bên đây 2 miếng luôn. Dạ. Khói quá sao không biết được. Đó. Quá đã luôn thôi. Rồi hết rồi thôi. Dạ. Cái khúc này nó không có gãy dừa cái đầu đậu trứng. Ừ. Khúc kia có gãy dừa đậu khó ha. Nữa em canh xuống đây khoảng đào xuống sâu khoảng tầm 1 mét được hả? Cái mình đắp bờ lên nữa là dừa. Tính ra cái đường nhỏ nhỏ vậy chứ mình nếu mà mình có nhu cầu mình thả chừng vài con cá ở đây cũng được ha. Bông có hoa tí không? À, như cá bảy màu ba đuôi được ha. Đúng rồi, cái kia kia rồi. Cá điều hồng. Ai ba con cá sấu con bỏ vô. Cá sấu con, cá sấu con, cá sấu quắc phải không? Thôi không ấy thì mình làm cái này xong mình chán xi măng đây là hồ bơi để tập bơi được ha. Tập. Nhỏ quá. Cái nãy bỏ vô trước nó bị chai rồi. Thủy dầu không? Lấy mà thủy dầu là bị chai đúng không? Ừ, bị chai. Dạ, cái bánh này bự dữ rồi nha. Ăn ba cái nó no miệng nó luôn rồi. Ăn cái chậm quạm cái miệng luôn. Để vô hồ vậy đó, chứ không để cho nhiều. À, bữa nay có công dụng để sử dụng cái này ha. Ừ. Cái này để cho ráo dầu luôn nè. Nhưng cũng đúng lúc. Đúng thời điểm. Thời điểm thôi. Rồi nó nói tiếng Anh không rồi. Ừ, tiếng Anh không. Yes, yes, no, no gì đâu không. Cái vậy chứ mấy thức uống này kia nọ là Mirinda này kia. Quay. Nọ là nói hay lắm nha. Mẹ nó bán trong siêu thị mà ta có cái cuốn gì để quảng cáo đó. À. Đem về á mình hỏi nó đi, nó đọc không sai một chữ nào luôn mà không có sai sai một món nào luôn á. Coi trên tivi á. Ừ, nói thiệt. Mà công nhận con của em Hải là hai đứa là nói chuyện ra giống như người nước ngoài luôn á. Rồi đó. À, chị bán bánh rồi cho học trò trong Phật giáo á. Dạ. Hỏi mẹ con hưởng
bộ cháu của mày gửi học trường quốc tế hay gì sao nói chuyện tiếng Anh không? Nó không biết tiếng Việt ở đâu mà quốc tế. Vậy nó con điện thoại lại đây, nó muốn nghe con á thì nó hello xin chào, còn nó không muốn nghe cái bye bye. Xong rồi đó. À, giờ tới sổ số nha, xuống đây nghe sổ số nha. Con ơi con kêu tiếng Mirinda sao đâu? Này Mirinda sao? Hả? Ồ, dữ vậy. Người quảng cáo Pepsi sao? Quảng cáo Pepsi. Dữ vậy. Này mà chịu ra nó nhanh lắm. Ừ. Sôi phù ra đã lắm. Nó lửa than không mà sao dám cho lửa, sợ lạnh kịp. Đó, giống như mình làm ảo thực vậy ha. Xè ra. Né luôn. Mà mình cho nửa thôi, cay lắm. Sợ cay. À, ở đây ăn cay thoải mái lắm. Ăn cay thoải mái ha. Dạ. Hết luôn. Dạ. Thoải mái luôn, vậy cay. Đây là anh em ăn ớt dữ dằn lắm. Yeah. Ủa nhiêu đây chưa cay đâu? Chưa đâu hả? Dạ. Ớt này ớt đâu cay? Rồi. Chén nước mắm này là ăn là muốn bá cháy luôn rồi. Rồi ngâm nước cho nó trắng rồi nè. Rồi là tắt luôn. Ờ, thấm giùm nó lỡ tay heo quên hoài, má heo. Má heo. Lỡ tay heo má heo. Sắc nhỏ nhỏ. Sắc càng mỏng càng ngon. Dạ. Yeah. Mình để ngược lại mình sắc dễ không ta? Ừ, dễ lắm. Thấy dễ không ta? Ừ. Wow, thắng Phi. Phi hành Phi hả Tinh? Quả thơm quá, thơm rồi. Giờ này đây nghe sổ số nha. Ở đây nghe sổ số luôn. Chúng đề chúng số rồi đi lãnh tiền luôn. Rồi sắm chúng ta có mua giấy số chưa? Chú tám mua á, chú tám mua con tờ đổi đời á, tờ cũng đổi đời, hôm ngày mua chắc cũng có mấy chục tờ chưa đổi đời nổi ha, chưa đổi đời nổi luôn. Từ từ cũng đổi đời gì, chúng số đầu không đã ha, số đầu cũng còn được chứ em mua không có lô cái giò nữa chứ, không chúng số đầu ông còn tính. Hôm qua nè có mới mua nè chúng rồi. Dạ con mua không không nó ra đài mua đài gì đó, đài này cái đài kia đó. Hả em đi cái cắm đầu nhìn đó không nhìn thấy chưa, hồi nãy kêu căng dây đi không chịu canh bằng mát trút đào sao mất tiêu luôn cái bờ đi, đi tưới cây luôn nè. Rồi đâu có sao đâu em chơi cái bụng ra được rồi. Rồi xéo hết luôn hả? Xéo hết luôn hả? Em tẻ rồi. Đây là chú Tám sắp ra để mà thử mình ban lại chú Tám. Cái này mình sắp cho nó đều clip. Rồi phải dầm nhỏ lại nữa. Dạ. Cho nó bung đất ngay cái mình thôi đất á. Dạ. Chưa trồng liền được. Cho nó mua chắp lên sẵn cho nó. Đất, hôm gài ở trên chú Tám là cái gì bông sưa lụa còn chú Tám chùa hay. Dạ cái nào lên xin trực bữa nữa nha. Chú Tám ăn đâu hết đâu, thấy nó trên cầu giờ chạy xuống nhìn xuống thấy bông quá đó bông, hái cho mẹ con, hái cho lối xóm mày ăn, cho vợ của chú Nhân, cho người kia. Để bữa nào mình kiếm mua thêm cái khác cái đầu mà khay để mình vớt này, vớt này tiện hơn. Cái khay mà nó có cái lượt á sao?
cái dầu này mốt mình chiên cá hay làm những thơm để mình xài được thơm lắm. Mắm mình dưới lên dưới lên ít gần chút xíu này chừa nó cho mình chấm chút mình chấm rồi chấm cho đều. Dây heo mình cứ bỏ vô đây luôn cho ta. Vô luôn cho luôn ha hết luôn đó quá trời luôn. Wow, thao hết cả thao má heo luôn quá trời luôn. Rồi, cho gạo lên luôn cho gạo dăm lên dạ đậu phộng đi đậu phộng đi sao ha đậu phộng vô sao mình chấp vô mâm chắc mình dế đậu phộng luôn dạ thấy vợ cái thùi dai lắm á chắc cái này hấp dẫn quá ha. Hấp dẫn luôn. Mà lại nhà mỗi ngày luôn nha, sữa. Tiêm mâm này là ăn hết sảy luôn rồi. Yeah. Không hết luôn. Cậu ơi. Bữa nay có mò vén nè cậu. Phi thương được à. Hồi chú Tám gửi tay, Hải gửi tay tay chân vô ăn hai ơi. Hả? Gửi tay. Chính rồi nè, xong hết rồi. Nghỉ ăn hả? Thôi chị cảm ơn nha. Nói vậy thôi chứ giả bỏ khách sáo thôi chứ. Đi ra ngoài ra đi ăn sáo. Nè, cho anh Phi lên. Má trời, mâm quá rồi, mâm. Mâm luôn. Để chút nữa cắt mớ ớt bỏ ra nữa. Ừ, Phi xong cái mình cho đậu phộng. Đây đậu phộng dắt ra luôn. Đó. Quá trời hấp dẫn luôn. Một mâm luôn. Rồi, xong. Rồi sau khi món gỏi đu đủ má heo cặp với bánh hột tôm chấm nước mắm cũng đã chín rồi em cũng xin mời cả nhà cùng dùng bánh với lại gia đình em nha. Mời cả nhà, mời cả nhà dùng bánh với mình luôn nha. Hồng tôm với mình luôn nha. Mời ông bà cô chú. Mời ông bà cô chú. Giỏi quá. Giỏi. Ông bà cô chú nhắn nhìn ông kính đó. Mời cậu nha, mời chú thứ 8 ngày 6 luôn nha. Rồi cả nhà dùng mấy tuổi. Mời gia đình luôn. Chú thứ 8 với mời cho cậu á. Chén không nè. Đây nè. Một số chỗ quỳ đây nè chỗ cũng không ăn này hả chỗ nào ăn cũng dạ anh lấy muỗng đi cậu ha mời con ăn mặt ăn luôn nha non con này non ăn này mời cả nhà dùng cỡ đủ với mình luôn rồi đây mình gắp vô vậy nè món này có con ruồi nó cái dây dây đây hoài ha ông rồi vô với ông ngon với ruồi luôn không có đập lỡ chích á gỏi thường thường gỏi đu đủ với lỗ tai heo hồi xưa rồi bây giờ ăn cái má nó heo mới chịu ăn gỏi đu đủ rồi chạy luôn gỏi muỗng không ăn muỗng à ốc đắng ăn gỏi bắp chuối ốc đắng là phải ăn muỗng nha chàng quá chứ không ăn muỗng chàng rồi rồi cậu không ăn hả cậu con để từ từ dạ con hiểu rồi con hiểu rồi cái này cậu lên đây cậu ngồi cho tham gia clip cho đông vui cả nhà buồn mà có cái là bốn miếng chừa lại để dành lương xương phải không thôi ăn đi nằm ở nhà chảnh cũng buồn ha dạ. Ngồi cho các cụ đông có con trai mấy này làm gì không sao hết à quá ngon không con chấm gì đó quá ngon quá ngon quá ngon chấm gấp vô lắm không ôi nó ngọt ngọt mặn mặn cay cay ôi gặp hai cái nó chua chua ngọt ngọt cay cay à chua ngọt ngọt cay bánh này bánh mùi thơm thơm á ngọt ngọt á bánh bự vậy mới ngon nè em mua kia là nhỏ hả ăn miếng đi ăn không ăn không hả ăn gì vậy bắt trước hai bắt trước cứ cho ngoại món này mình xúc cũng được đó nè xúc miếng họ đậu phộng vô coi miếng xong lấy cái miếng mẹ bỏ dưới rồi nè có bánh này được gắn xào chớ bánh này nè xúc rồi bánh gắn gắn mà mình bầm này bầm mà xào chớ nước cái này kia xúc vô xúc vô
vài bữa con đổ lúa mà có nữa làm món này mà. À, cảm ơn. Vài bữa cái anh mà đi xịt á hả? Dạ. Kiếm thịt sâu sâu kiếm chút xíu. Đúng rồi, cho gắn nó chạy vô anh. Mấy heo cũng dọn nữa nè. Mỗi lần công nhận xịt dễ heo lại cái. Không biết sao nữa là nó vô ngay nhắn lúa luôn. Nhắn gì hết. Nó chạy. Vô trận luôn. Không ngại bên đó không có xịt. Bên đó mà xịt rồi tụi con đậu có. Quá ngon luôn. Cá không có chứ gắn hết là có. Hồi đó chị con mừng lắm. Mấy mừng có cá, mừng có gắn. Cổ của con ha. Thì muốn kêu cổ con ăn cái này phải có trình tố lúa mạch. À. Nước nước mắt quê hương không? Dạ. Cái bánh này không có bị chai ngon hết chị. Ngon á. Dạ, cũng giòn đều quá. Ngon. Ngon. Ngon không con? Quá ngon. Giòn. Ngon quá. Bỏ đứa con chảnh. Có cỏ đó kêu nha. Kêu 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 đồng bọn chi kìa nha. Có kêu muốn lên luôn. Hải. Xuống đây rồi. Xuống đây rồi. Nó tới rồi đó. Đây con đây. Ngồi ăn dưới vườn này mình giống đi du lịch nha. Mát quá nó. Kêu giống mẹ ăn trước cũng mát. Chua chua còn ngọt. Cay nữa. Tám không ăn ấy luôn hả? Ăn quá nè. Ăn bánh tráng không vậy? Nhóc nhóc một miệng nè. À, ăn cái bánh này kèm vô. Ngọt ngọt cay. Làm mẹ vô. Bấm lên. Trời ơi, ngồi tướng kìa. Y như ông ngoại đó luôn kìa. Quá gai, ngồi giống hết kìa chị. Ho rồi đó. Ho bụng mì cũng đều nó ra chí. Quá sợ. Ho này là ho muốn bệnh rồi đó. Có một thuốc uống nha. Ăn được gì ăn đi con. Trời nắng này là kỹ kỹ mấy đứa nhỏ được. Ăn vậy cay gỏi mà cay mới ngon. Ngon quá trời. Ngon chỗ bánh phồng á. Giòn ha, giòn như gậu cũ. Còn gậu luôn á, cấu cấu luôn á. Con ong nữa hay sao? Làm như cái mùi này nó khoái, ong khoái gì á. Có đường á, nước mắm á. Ngon không hai đứa? Dạ. Ăn mày giống hời quá. Quá ngon luôn. Mai chiều cậu chảnh buồn buồn xuống đây à, rất là vui. Biến đi chứ. Rồi cậu đi tới luôn cũng khó khăn cả nhà. Gắn đi nhích 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 này đi được có khỏe. Lúc này còn đi được chứ mưa xuống này tiêu rồi. Lúc này còn khô ráo à. Mưa xuống là tiêu rồi. Gắn đi cho nên mình làm mà cô chú thương cái đăng ký nhiều cái mình có tài chánh cái cho nên mình đổ cho bê tông luôn cho Út đi cát luôn rồi đang gì bê tông cắt lắp á là nó cũng sạch rồi đổ đá cho cậu ha đổ lá mi rồi nó một hai cũng được còn báo nữa đi vào thông tôi cũng năm mươi không 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 ăn được đổ mi rồi mua thảm cỏ về chạy bánh này làm như con ông nó phái gì vậy cậu ơi. Ngọng nó lên đây giống như tổ ong nó hay gì nè. Rồi hãy xúc cái bánh đa kìa. Nước mắm này kìa. Dạ. Mắm này kìa. Món này thì dễ ăn khỏi ăn cơm hay hả? Dạ. Ủa vậy bên này là giác gì ta? Này hả? Giác gì á? Món này miếng nước mắm anh. Trời bánh này bị lỏng rồi. Chén chén chén. Rồi hai đứa nói gì đó. Nói rồi cả nhà không ai hiểu luôn á. Monkey.
hai hiểu được rồi. Dạ, hai anh em mới nói là hai anh em mới hiểu á. Hai anh em hiểu luôn. Tiếng giống Hàn Quốc quá. Miếng đu đủ hết luôn rồi. Không. Cho nó mắm ăn, cho nó mắm ngọt. Không có gớt thịt lại tôi múc quá nha. Gớt thịt lại múc quá. Hồi hồi trang hồi nãy dễ luôn à. Quá là không nghe được gì luôn rồi đó. Nhỏ nhỏ con. Có hai đứa vui quá. Sao con? Hôm qua bánh ngon con hả? Dạ ngon. Dạ lắm. Ba Việt má Việt đẻ con ra nói tiếng Hàn Quốc. Nói tiếng rồi tiếng gì cũng không hiểu luôn. Nó còn không hiểu rồi còn hiểu. Dạ, không nghe nó hiểu á. Anh em nó hiểu á. Anh em hiểu. Dạ. Vậy là cái ngôn ngữ này hai anh em mày học từ đâu ra nè? Trong điện thoại á. Trong ốc bệt vậy nè. Điện bệnh rồi anh bác ơi. Ốc bệt. Nó mới học nhiều tiếng. Em mới bỏ qua đó. Bây giờ không? Lúc này nói tiếng Anh, lúc này nói tiếng khác hả? Ừ. Còn nó điếm á, 1, 2, 3. Đâu con điếm 1, 2, 3 kìa. 1, 2. Không điếm còn dữ hơn cậu nữa không? Hay quá không? Cậu điếm tiếng cái, gì? Cái lúc này em đi gớt á, thấy cái máy cài á. Nó nói tiếng Anh em đâu có biết tiếng Anh là cái gì đâu. Nó nói hoài luôn. Cái em về em thử em dịch ra cái tiếng của nó nói hay ngờ là máy cài. Đâu con trái chuối rồi dịch nghĩa sao đâu. Trái chuối là gì? Nó thấy trái chuối nó biết. Đâu trái chuối sao đâu. Sao chở nó đi học về ngang cái quầy chuối nó. Bình nó nà, bình nó nà. Bình sao không biết nó nà là gì nữa. Về về cái nói mẹ tao chở đi dọc đường nó nói gì nó nà tao không biết nó chơi chuối qua ngày sau ấy, sáu kèo nãy chuối nó đầu ăn chuối nó bệnh nó nà bệnh nó nà. Hồi bữa anh hai được gọi anh hai phót nó về á. Nó nói tiếng Anh xong cái đầu anh hai phót hỏi em nói gì. Nói, cái đầu Úc nó nói là nó nói tiếng Anh nó còn dịch ra xong cái anh hai phót nhìn cái họ tự động nó dịch ra luôn. Quá ăn trái đủ quá trời. Em thấy trên cây nhỏ xíu hả? Nó cao như cả cây cao đó vậy đó. Hồi nãy tính ra là mình làm đu đủ chín luôn rồi đó. Nếu mà không có nó làm đu đủ chín luôn rồi. Đậu hên ha. Dạ hên. Ở đây á, nói thiệt có Út đó hỗ trợ bên đây. Út đó bên đây. Út với lại bên Bắc Hai. Cũng được. Nói kênh Trương Nhân Phương với Khó Miệt Dường qua bào nhà của Út với Út với Út với Hai quá. Ba bào của bà Út có bụng mất rồi. Ngon quá. Nha mẹ. Mẹ nghe không? Ngon quá. Đừng nó la lên. Ngon quá. Ngon quá làm sao hai? Ngon quá làm sao? 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 Cái gì nói gì vậy?